các bạn nhé, đến hẹn lại lên hôm nay mùng 10 tháng 7 là hơn 4 giờ rồi, với mình từng cái đơn hàng này chuẩn bị đóng gói hàng và đọc tên các bạn đặt hàng bên mình nhá. Đấy, các bạn đều đặt hàng 15 bộ đồ mắc đấy, bản tem tròn hàng siêu cấp của bác Củ Khoai thôi. Đấy, mà các bạn đặt hàng bên mình rồi nên là bên mình sẽ đóng gói hàng và đọc tên các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc tên từng bạn một để mình gửi hàng cho các bạn. Đây là một con 15 bộ đồ mắc các bạn ạ, giá có hơn 3 củ khoai thôi và giá trả thẳng nhá. Bạn Phạm Minh Cường ở Vĩnh Phúc này, bạn Phạm Minh Cường Vĩnh Phúc đặt con 15 titan xanh, 15 titan xanh của Cường Vĩnh Phúc đấy nhá. Bạn Cường này có nhờ bên mình là bóc siêu này, test máy cài đặt thì bên mình sẽ bóc siêu test máy cài đặt cho bạn Cường nhá. Đây máy bạn Cường đây, là được bộ nguyên siêu luôn nhá. Đấy, bạn Cường là tin tưởng bên Hùng Anh Suy và có nhờ bên Hùng Anh Suy là bóc siêu ra cách máy, là tắt test máy, anh tiếp máy rồi cài đặt các ứng dụng mà bạn Cường và nhắn tin riêng cho mình thì bên mình sẽ chiều bạn Cường và sẽ bóc siêu đây, máy của bạn Cường đây nhá, là được bộ nguyên siêu check tip này. Đấy, bây giờ mình sẽ cài đặt máy cho bạn Cường luôn. Đây máy màu xanh rất đẹp nhé bạn nhé, màn hình một con 15 bộ mắt màu xanh này, bật nguồn hiện quả táo luôn này. Đấy, đẹp long lanh này, có hơn 3 củ khoai nhá và giá là giá trả thẳng. Đấy, bạn hàng double quy siêu, còn bạn nào nhớ bên mình bóc siêu test máy cài đặt thì bên mình sẽ bóc siêu test máy cài đặt nhá. Bạn Thành Anh, bạn Thành Anh ở Vĩnh Phúc, bạn đặt một con 15 titan xanh, 15 titan xanh của Thành Anh đấy nhá. Thành Anh nhá, nhận được xem được video thì biết này, máy của bạn bên mình đọc tên gửi hàng các bạn nhá. Đây bạn Thành Anh này, double quy siêu luôn này. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc siêu ra test máy rồi thì cài đặt các ứng dụng mà bạn Thành Anh yêu cầu. Đấy, bạn lưu ý nhá, đây một con 15 bộ đồ mắc hàng sắt tay, nó dùng đầy đủ chức năng nhà chính hãng, nó có cả sức anh đi mở vào mã mở vào khuôn mặt rồi sắt sinh học đầy đủ hết nhá. Đây màu xanh đây, còn là bên mình đang bán là hơn ba củ khoai, giá là giá trả thẳng. Đấy, bạn nào mà chưa tin về sản phẩm thì có thể eBay cho bên mình để bên mình tư vấn chi tiết về sản phẩm cho các bạn nhé. Còn bạn nào mà ở Hà Nội đấy còn qua trực tiếp cơ sở bên mình để test máy và trải nghiệm sản phẩm. Đinh Hoàng Anh ở Hải Phòng, Đinh Hoàng Anh ở Hải Phòng đặt con 15 đen cũng cài đặt nhá. Đây, bạn Đinh Hoàng Anh ơi, máy của bạn đây nhá. Bạn xem được video thì biết là máy của bạn đây này. Bây giờ bên mình sẽ quay test máy trực tiếp này, bóc siêu test máy trực tiếp cho bạn luôn nhá. Đây, máy double quy siêu luôn nhá. Bây giờ mình sẽ bóc siêu này. Bóc siêu thì là có hai cái tem 7 màu. Đấy, siêu rất là chuẩn luôn. Có hơn 3 củ khoai đơn hàng rất chuẩn nhá. Bên mình ngoài cho các bạn là 25. Bên mình đều ngoài 25 cho bạn nhá. Đây. Đây, bạn ở Hải Phòng, máy màu đen của bạn đây. Bên mình có đủ 4 màu. Titan trắng, titan đen, titan xanh và titan tự nhiên. Đấy, đây màu đen đấy, hiện quả táo luôn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt đầy đủ ứng dụng mà bạn Đinh Hoàng yêu cầu với mình nhá. Bạn Đức Thành ở Đồng Nai đặt 15 xanh của Đức Thành đấy nhá. Đấy, Đức Thành mà xem được video thì biết là khi bạn đặt hàng ấy, bên mình đã lên đơn và bóc siêu test máy cho bạn Thành luôn nhá. Đấy Đức Thành ơi, máy của bạn đây được bộ nguyên siêu luôn này. Đấy, nguyên tem nguyên bị kiện nhá. Đấy, các bạn mà nhận hàng ấy thì các bạn được test máy kiểm tra nhá. Ok, đúng như bên mình giới thiệu thì mới thanh toán. Đấy, các bạn lưu ý đây là 15 bộ đồ mắc hàng sách tay nhá. Hàng sách tay bên mình con này bán con này hơn 3 củ khoai, giá trả thẳng luôn. Rất đẹp luôn Đức Thành đấy nhá. Và máy dùng đầy đủ chức năng luôn các bạn ạ. Nghe gọi lắp sim, nghe gọi này, chuyển khoản ngân hàng rồi thì định vị các kiểu luôn nhá. Game ngủ chơi các kiểu luôn. Đây nhá, Đức Thành ok rồi nhá. Đấy. Tiếp theo là bạn Trung ở Hà Tĩnh, bạn con xanh, bạn Trung ở Hà Tĩnh ơi, máy của bạn đây nhá. Đấy, khi các bạn đặt hàng ấy, thì các bạn đều yêu cầu với mình là đọc tên các bạn khi gửi hàng. Thì đây mình đọc tên nhá, bạn là Văn Trung nhờ, anh Trung sao nhờ? Bạn Văn Trung nhá. Anh Trung, Mai Đình. Ok luôn, bạn Trung nhá đây nhá. Chúc bạn Trung Mai Đình nhá. Đây là mình sẽ bóc siêu bạn Trung này. Đấy, cái bạn Trung ok chưa? Đấy, bạn Trung đây nhá, máy bạn Trung đây, màu xanh đây nhá. Bây giờ mình sẽ bóc siêu này. Rồi thì mình anh tiếp máy này, mình sẽ cài đặt ứng dụng như bạn Trung yêu cầu. Ok bạn Trung đây nhá, máy của bạn hiện quả táo rồi nhá. Tiếp theo là đến anh Trung Xiển ở Nghệ An. Anh Trung Xiển này có tâm chúc gì không? Chúc anh nha, Trung Xiển 8386 hồng phát, lộc phát. Ok luôn anh Trung Xiển nhá, máy Trung Xiển đây nhá. Đấy, anh Trung Xiển đây. Đấy, anh Trung Xiển là có nhờ bên em boxing test máy cài đặt thì em sẽ boxing test máy cài đặt cho anh Trung Xiển nhá. Đấy, các bạn là bạn tư vấn mà là chúc anh Trung Xiển đấy. 8686 máy lộc đấy, đánh lôi đề đánh thoải mái đi anh ơi. Đấy nhá anh Trung Xiển nhá, máy của anh đây. Đấy, màu xanh đây anh Trung Xiển nhá. Đấy. Đấy, tất cả các bạn làm mà nhờ bên mình là bóc siêu này, anh kích máy rồi cài đặt các ứng dụng ấy thì bên mình sẽ làm đầy đủ như các bạn dặn luôn. Đấy, rất là phục vụ quý khách luôn nhá. Anh Trung Xiển đây. Ok anh Trung Xiển này. Tiếp theo là đến bạn Lam Nguyễn mà đặt hai con liền của anh là phải chúc rồi. Bạn Lam Nguyễn này chúc và bạn đây chỉ cho được đây. Có bạn này, đây là Lộc Phát. Bạn này là chuyên chốt đơn bên mình ấy. Đấy là chúc anh Lam Nguyễn. Chúc anh Lam Nguyễn Lộc Phát. Ok chơi anh Lam Nguyễn, anh Lam Nguyễn hai máy luôn nhá. Được hai máy thì em vừa chúc anh này, em vừa tặng anh cái tai nghe iPod này. Đấy. Anh chúc anh cũng được cả hết à? Ok chúc Nguyễn nhá. Các bạn mua hai máy thì bên mình tặng một cái tai nghe iPod 3. Đấy đây nhá, anh Lam Nguyễn đây. Anh một con tự nhiên và một con xanh, hai con của anh sẽ boxing ra rồi cài đặt máy, anh thích máy của anh luôn nhá. Đấy, các bạn nào mà đặt hàng thì xem hết video nhá, để hôm nay mình sẽ đọc tên từng những người đặt hàng bên mình hết luôn. Các bạn đặt hàng hôm qua và sáng nay là bên mình lên đơn hết cho các bạn luôn nhá. Đây màu tự nhiên đây. Đấy, các bạn đặt hàng bên mình Suzuki rất yên tâm nhá, các bạn đặt hàng một phát là bên mình lên đơn hàng rồi đóng gói hàng gửi hàng cho các bạn luôn, chứ không có chuyện là để lại hàng của các bạn gì đâu. Đấy, các bạn đặt hàng một phát là bên mình lên đơn luôn nhá. Đây là màu xanh của anh đây.
đây màu xanh của anh Lâm Nguyễn này nhá. Đấy, anh Lâm Nguyễn này đặt hai con luôn các bạn ạ. Ok luôn. Đấy, mình sẽ cài đặt hết cho những gì mà anh Lâm Nguyễn dặn mình nhá. Đấy, đọc, bật các bạn thấy không? Màu xanh rất là đẹp này. Đấy, các bạn xem các video bên mình ấy thì thấy bên mình rất là uy tín đúng không? Ngày làm đây rất nhiều video này đúng không? Tại vì khách hàng bên mình quá tin tưởng với mình rồi, họ đặt hàng rất là nhiều. Đấy, đâm ra là bên mình bán được con này rất tốt, mà bán tốt là đúng các bạn ạ. Tại vì giá rất hợp lý, nó có hơn 3 củ khoai thôi mà dùng một con máy chuẩn như vậy các bạn. Đây, anh này là anh Vũ Nguyễn nhé, anh Vũ Nguyễn ở Tiền Giang, anh đặt con 15 tự nhiên, 15 tự nhiên của anh đây nhá. Đây 15 tự nhiên của anh đây. Em bóc siêu ra test máy cho anh này. Đấy nhá, anh Vũ Nguyễn nhá. Đây máy của anh đây. Em bóc siêu này. Đấy, con dao thử thánh này, bóc siêu. Anh Vũ Nguyễn thì em là người đàn ông bóc siêu nhiều nhất Việt Nam không? Ngày nào bóc siêu rất nhiều máy luôn anh Vũ Nguyễn ạ. Đây nhá. Khi ra tự nhiên của anh Vũ Nguyễn đây. Đấy bật nguồn lên này. Đây bật nguồn lên nhá. Đấy anh Vũ Nguyễn nhờ cài đặt, em sẽ cài đặt đầy đủ cho anh Vũ Nguyễn luôn. Đấy hiệu quả táo nhá. Ok, máy Vũ Nguyễn này là ký bằng email của anh Vũ Nguyễn luôn này. Anh Bia ơi Hùng Khuyên nhá, ở Thái Nguyên. Anh Bia ơi Hùng Khuyên đặt con 15 titan xanh. Đây 15 titan xanh của anh Bia ơi Hùng Khuyên đây nhá. Đấy. Ok anh Hùng Khuyên nhá. Em bóc máy và bật nguồn active máy cho anh Hùng Khuyên luôn. Cho em cài đặt ứng dụng cho anh Hùng Khuyên luôn này. Đấy, bóc siêu ra anh nhá. Anh thấy thích không? Một con máy có hơn 3 củ khoai mà nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện. Ngoài 25 nhà thì các bạn còn chần chờ gì nữa đúng không? Quá đẹp luôn. Và mua hàng mình qua rất là uy tín nhá. Các bạn đặt hàng một phát là bên mình lên đơn, quay video và déo tên, đọc tên các bạn ở trên video gửi hàng các bạn luôn. Đấy. Tiếp theo là đến bố già ở Hồ Chí Minh. Bố già này là con 14 bộ mắc vàng nhá. Đây, 14 bộ mắc vàng của bố già đây. Đấy. À được bộ nguyên siêu luôn đây bố già ơi. Đấy bố già có nhờ em bóc siêu hết máy cài đặt ý. Thì em sẽ bóc siêu này, bóc tem này, test máy cài đặt rồi đọc email của bố già lên để bố già yên tâm nhá. Đấy. Các bạn thấy không, máy Yusui ngày nào cũng rất nhiều khách hàng mua 14 và 15 bộ mắc. Tại vì giá rất là hợp lý, giá con này có hơn 3 củ khoai thôi mà dùng rất là ok. Các bạn không phải lo ngại về chất lượng đâu, vì các cả sản phẩm bên mình đều được ngoài 25 nhá, nên các bạn yên tâm về chất lượng sản phẩm nhá. Anh Thiên Phú ở Đồng Tháp. Anh Thiên Phú Đồng Tháp đặt con 15 titan đen. Và anh Thiên Phú này là không cần cái làm gì, anh cũng phải làm được bốn nguyên siêu. Thì anh Thiên Phú đây nhá, anh Thiên Phú xem được video thì biết là anh đặt hàng một phát là em lên đơn hàng đóng gói hàng cho anh luôn, Thiên Phú này. Đấy, nó nói hàng cho Thiên Phú nhá. Em tặng anh Thiên Phú đầy đủ quà tặng gồm một kính cường lực, một ốp lưng và một củ sạc. Đấy, tặng rất đầy đủ luôn anh Thiên Phú ơi. Ok nhá. Đấy, bạn nào mà nhờ bên mình bóc siêu xét máy cài đặt thì bên mình sẽ bóc siêu xét máy cài đặt. Còn bạn nào mà muốn gửi hàng được bộ nguyên siêu thì mình sẽ gửi hàng được bộ nguyên siêu nhá. À, bạn Văn Huyền này, bạn Văn Huyền ở Hồ Chí Minh, bạn đặt con 15 bộ đồ mắc và bạn đặt thêm một cái tai nghe Bot 3. Đấy nhá, bạn Văn Huyền nhá. Mình sẽ gửi đầy đủ quà tặng và bạn mua thêm cái gì mình sẽ gửi đầy đủ nhá. Một quái máy 15 bộ đồ mắc này là, thì là bên mình bán hỗ trợ giá tai nghe Bot 3 hơn 200k thôi. Còn bạn làm mua hai máy thì bên mình tặng luôn một cái tai nghe Bot 3 nhá. Đấy nhá, tai nghe Bot 3 này nghe bao hay luôn này. Đấy. Đây à, dùng các cái máy này phải dùng tai nghe không dây thì nó mới chuẩn, mới nghe mới thích các bạn ạ. Đấy, bên mình đã trợ giá cho các bạn các cái tai nghe ở đấy. Còn quà tặng kính cường lực với ốp lưng thì bên mình sẽ tặng các bạn chọn đời luôn nhé. Riêng quà tặng kính cường lực với ốp lưng và củ sạc thì tặng các bạn chọn đời luôn, để các bạn yên tâm để mua bên Yusui lúc nào uy tín cho các bạn nhé. Bạn Đức Tâm ở Hồ Chí Minh và đặt con 15 titan đen. Đấy, 15 titan đen của Đức Tâm nhé. Đây, hàng đồng bộ nguyên siêu luôn. Bạn không nhờ bên mình cài đặt thì bên mình sẽ gửi hàng đồng bộ nguyên siêu cho Đức Tâm. Đấy, bạn thấy không? Các bạn chỉ cần đặt hàng một phát là bên mình lên đơn luôn trong ngày hôm đó và quay video đóng hàng cho các bạn, thì các bạn quá yên tâm rồi đúng không? Các bạn đặt hàng thì các bạn sợ là hàng không đúng như giới thiệu đúng không? Bên mình sẽ cho các bạn test máy kiểm tra hàng nhé. Khi nhận hàng các bạn được bóc sim ra test máy kiểm tra ok đúng như giới thiệu để mới thanh toán. Vì vậy các bạn không phải lo ngại đâu. Bạn Huy Nguyễn ở Lâm Đồng nhá. Đấy, các bạn mua hàng bên mình là được test máy được kiểm tra này. Khi bạn đặt hàng, đặt cọc hàng này, đặt cọc tiền thì bên mình sẽ quay video đóng gói hàng cho bạn luôn. Vì vậy là các bạn không phải ngại gì đúng không? Ví dụ bạn đặt cọc tiền rồi, bên mình chỉ cần đặt cọc, không phải đặt cọc tiền máy nhá, mà đặt cọc tiền ship thôi. Đặt cọc 300 tiền ship trước để mới bon hàng thì 300 tiền ship sẽ được trừ vào tiền vận chuyển. Chứ bên mình không được tiền 300 đó. Đấy, khi mà như các bạn nhận hàng thì các bạn được test máy kiểm tra ok đúng như bên mình giới thiệu với thanh toán. Còn khi đặt hàng thì các bạn bảo bên mình là tối chiều anh lên video đóng gói hàng đọc tên em, là bên mình sẽ lên video đóng gói hàng đọc tên các bạn, là không có chuyện là không gửi hàng cho các bạn rồi đúng không? Chiều lên video đóng gói hàng đọc tên các bạn luôn. Đấy, bạn là Vitamin Hung Vang ở Sơn La nhé, đặt con 15 titan trắng của Vitamin Hung Vang đây ở Sơn La đây. Đấy, các bạn mà xem chịu khó ấy, nhiều bạn lắm, nhiều bạn thấy giá rẻ quá nên chưa yên tâm, thì mình cũng khuyên rằng các bạn là các bạn cứ chịu khó xem hết các video bên mình đi. Đấy, khi nào cảm thấy yên tâm thì là đặt mua, thì đặt nhờ bên mình tư vấn nhá. Và vì bên mình là cũng muốn là khách tìm hiểu thật kỹ mà, thì bên mình sau đó mình làm việc dễ hơn, chứ còn chưa làm việc nó khó lắm, không tin tưởng nhau nó khó lắm. Còn bạn nào mà muốn ok hơn thì qua trực tiếp là bên mình có địa chỉ vàng dễ đầy đủ nhá. Anh Lâm nhá, anh Lâm Bắc Ninh này, anh Lâm Bắc Ninh đặt hai máy rồi, anh Lâm Bắc Ninh đặt hai máy và em tặng anh Lâm một cái tay nghe Bot luôn nhá. Đây anh Lâm này cũng mãi đỉnh nhỉ. Anh Lâm ơi, em tặng anh hai cái kính cường lực, hai cái ốp lưng luôn, và hôm nay gửi hàng em luôn. Anh Lâm về Bắc Ninh em gửi hàng, chắc là mai gửi hàng luôn thôi.
thiếu một ốp ơi. Đấy, hai kính hai ốp nhá, và tặng thêm một cái tai nghe iPod 3. Đấy, khách mua hàng mà mua hai máy thì lặn một cái tai nghe iPod 3 luôn cho các bạn luôn. Đấy, các bạn nhìn các cái đơn hàng của mình thì quá là tuyệt vời luôn đúng không? Tại vì hàng của mình hàng giá rẻ này. Thiếu một ốp nhá, thiếu một ốp, thiếu một củ sạc nữa. Hàng của mình thì giá rẻ này, đúng không? Mà uy tín này, bán hàng có địa chỉ là rõ ràng này. Các bạn chờ đợi gì nữa? Nguyễn Gia Đạt ở Thái Bình nhá, và Gia Đạt ở Thái Bình thì đặt con 15 kim tam trắng, 15 kim tam trắng của Gia Đạt đấy nhá. À, đồng bộ Quincy nguyên tem này. Đấy, mình đọc có cho Gia Đạt này. Đây tặng Gia Đạt tí cái lực ốp lưng và củ sạc luôn. Đấy, các bạn thấy không? Là bên mình cũng là khách hàng là nhờ cài đặt thì bên mình sẽ có siêu kết máy cài đặt, quay video lại cho khách, quay email lại cho khách. Còn bạn nào mà lấy hàng đồng bộ Quincy thì bên mình sẽ gửi hàng đồng bộ Quincy luôn. Đấy, thì về các bạn tự box sim. Đấy, nói chung là các bạn muốn nhà thì bên mình cũng đều chiều các bạn như thế. Đây bạn là Mã Thanh nhá, bạn Thanh Hồ Chí Minh, đặt con 15 titan xanh, 15 titan xanh của Mã Thanh đây. À, được một quyền sim luôn nhá. Mã Thanh là về nhận hàng cứ test máy kiểm tra nhá, cứ bảo vi tá chờ, bóc ra bật nguồn hiện lên xem có hiện quả táo hay quả dứa thì mới thanh toán nhá. Ở bên mình bán hàng là uy tín nên là cũng muốn là các bạn cứ kiểm tra hàng đi để anh em với nhau nói chuyện cho dễ, cứ test máy kiểm tra ok thì thanh toán tiền cho bên vi tá nhá, còn không ok không lấy quảng cáo thì hòa lại về thế thôi đúng không? Thế bên mình bán hàng phải chuẩn như quảng cáo thì mới dám cho các bạn kiểm tra chứ, còn nếu không chuẩn như quảng cáo thì sao dám cho các bạn kiểm tra được? Nên còn yên tâm nhá, bạn thành viên lắc nhá, bạn thành viên lắc ở Hồ Chí Minh nhá, đặt con 15 titan xanh, 15 titan xanh đây nhá. Đấy, và các bạn lưu ý giúp mình một cái tình trạng nhá. Rất nhiều khách hàng hỏi rồi, tất cả khách hàng mua máy bên Oanh Industry nếu mà qua trực tiếp cửa hàng thì không cần phải đặt cọc tiếp gì cả, cứ qua nếu là có máy để bán cho các bạn nhá. Còn bạn làm mà đặt hàng qua online, gửi hàng qua bưu điện thì các bạn vui lòng đặt trước 300-500 nghìn nhá, 300-500 nghìn đây không phải tiền máy mà bạn đặt cọc trước tiền ship. Để cái tình trạng mà các bạn bom hàng ấy thì là tiền 300 đó được trừ tiền ship chứ bên mình không được hưởng 300 đấy nhá. Đấy, còn các bạn nào mà không yên tâm là đặt cọc sợ không gửi máy ấy, thì bạn yên tâm, ngày nào bên mình lên video có gói hàng gửi hàng cho các bạn đấy, các bạn chỉ đặt cọc và bảo là chiều anh đọc tên em gửi hàng, nhớ là mình đọc tên luôn, như vậy là có uy tín rồi đúng không các bạn? Các bạn đặt hàng thì bên mình đọc tên gửi hàng để nhận hàng được kiểm tra máy. Đấy, hôm nay là một bạn khách nhỉ, mà khách bạn đánh đặt bên khác bạn nhé, bạn đặt cửa có đặt bên khác và bạn đặt cọc 500 đô người ta nhưng mà người ta không gửi hàng, người ta lại bảo là thêm 500 nữa người ta mới gửi hàng, tóm lại là cứ dê bệ để dần dần để lấy tiền của các bạn ấy. Còn bên mình Hùng Anh thì không có chuyện đấy nhá, giá máy vươn ba củ khoai, đặt cọc 300 thì trừ 300 đi, khi nhận hàng trừ 300 đi, không thêm một tí tiền nào nữa thì vận chuyển bên mình vừa đi rồi. Đấy, chúng ta là các bạn yên tâm nhá, bên mình là không có chuyện gì ở đây nhá. Các bạn mua hàng ấy lên tìm hiểu luôn là uy tín thì mua, ví dụ bạn đến cửa hàng bên mình ấy xem là đội ngũ nhân viên anh em phục vụ khách nhà ok nhiệt tình thì mua, kể cả chuyện khâu tư vấn thôi, các bạn nhắn tin cho bên mình có đội ngũ nhân viên anh em tư vấn rất nhiệt tình cho các bạn luôn, kể cả mua xong rồi hoặc chưa mua xong rồi bên mình đều tư vấn rất nhiệt tình nhá. Thế định để tránh cái tình trạng mà các bạn bị lừa nhá, đây bạn này bị lừa là hơn triệu là 3 lần chuyển khoản cho người ta mà người ta không trả tiền. Đấy, tức là các bạn mua hàng thì để ý nhá, đấy 500.000 này, nó lừa 500.000 đặt cọc xong rồi các bạn làm giấy tờ nhận hàng lại thêm 500.000 nữa. Mua hàng rồi thì cần giấy tờ nhận hàng đúng không? Thế ra là các bạn mua ấy phải tìm hiểu kỹ nhá. Tốt nhất cứ qua cùng anh Duy bên mình tư vấn cho. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ đọc tên các bạn mà nhớ bên mình cài đặt nhá. Bạn Minh Cường này, máy của bạn đây nhá. Đấy, Minh Cường này, máy màu xanh này. Đấy, bây giờ anh kịp máy cho Minh Cường nhá. Đấy, các bạn mua ở bên nào mà uy tín như bên Hùng Anh Duy đúng không? Các bạn yêu cầu bên mình bóc siêu test máy cài đặt nhá, rất mất thời gian. Nhưng mà bên mình biết là các bạn là tin tưởng bên mình nên nhờ bên mình bóc siêu test máy cài đặt ấy. Vì vậy là bên mình sẽ bóc siêu test máy cài đặt dù vất vả nhưng bên mình vẫn làm cho các bạn nhé. Để về các bạn chỉ lắp sim và dùng thôi. Thế nhiều bạn hỏi là anh ơi sao anh thích có khó không mà nhiều người nhờ thế? Anh thích rất đơn giản thôi, nhưng mà em biết là trên xã hội này rất nhiều người tin tưởng rồi thì họ bảo thôi, anh về anh chỉ muốn dùng thôi, anh không cần làm gì hết, là mình sẽ làm hết cho anh luôn. Đấy, email của anh đây nhá, Phạm Minh Cường nhá. Ok, email của anh Cường này. Tiếp theo là đến anh Đinh Hoàng Anh nhá, 15 titan đen. 15 titan đen này, em anh thích máy cho Đinh Hoàng Anh này. Tất cả khách hàng mà nhờ bên mình cài đặt ý, thì họ mình đã dặn khách hàng là nhắn tin tất cả các ứng dụng mà muốn dùng thì bên mình sẽ tải đầy đủ hết ứng dụng đó về để các bạn chỉ phải lắp sim là dùng luôn thôi, không cần phải làm gì hết. Đấy, còn bạn làm mà nhận hàng được bục nguyên siêu ý, mà nhận hàng mà chưa biết làm cái gì thì cứ eBay gì cho bên mình thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể nhất có thể để các bạn dùng máy nhá. Đấy, rất là ok luôn, nói chung là kể cả mua máy xong đấy, eBay của bạn nhá, Hoàng Anh nhá, mua máy xong bên mình đều bảo hành cho các bạn 2 năm nên các bạn không phải ngại về sản phẩm đâu, các bạn cứ yên tâm sử dụng sản phẩm nhá, bảo hành 2 năm luôn, đầy đủ giấy tờ hành đây, anh Trung Sường ấy, anh Trung Sường giấy tờ hành của anh đây, bảo hành 2 năm luôn nhá. Đấy, bắt đầu anh kích máy cho anh Trung Sường này, sau đó các đặt máy cho anh Trung Sường đấy nhá. Các bạn nhìn thấy bên Hùng Anh Suy làm ăn uy tín ấy thì các bạn có bạn bè là muốn mua sản phẩm bên mình ấy thì giới thiệu cho bên mình nhá. Đấy, còn bạn nào mà dùng sản phẩm rồi cảm thấy ok rồi thì có bạn bè người thân giới thiệu cho bên mình. Đấy, còn bạn nào trong quá trình dụng mà còn ví dụ mà còn không hài lòng cái gì thì cứ IP riêng cho mình để mình sẽ khắc phục nhé. Đấy nhá, anh Trung Xưởng email của anh đây nhá. Rồi tiếp theo là đến anh Lam Nguyễn, anh ấy 2 con, một con titan tự nhiên đây, titan tự nhiên của anh Lam Nguyễn nhá. Em bắt đầu check email cho anh Lam Nguyễn này, đây là con tự nhiên nhá, email của anh Lam Nguyễn con tự nhiên đây. Đấy, anh Nguyễn Lam Nguyễn đặt 2 con máy thì em sẽ tặng anh một cái kính, 2 cái kính cường lực này, 2 cái ốp lưng và 1 cái tai nghe bot nhá.
đấy, các bạn nhìn thấy khách hàng bên mình không, nhiều người đặt hai con luôn, em thật sự hai con này nó chưa đến 8 củ khoai còn vẫn rẻ chán so với hàng chính hãng đúng không. Đây sao tăng này, 06 thang này, email của anh đây nhá, email con tự nhiên của anh Lâm nữa đây nhá, anh hai con đó. Đây con xanh của anh đây nhá, con xanh của anh đây, xin chào để anh kịp máy cho anh luôn à. Đấy, hai con này thì anh còn nhắn tin riêng cho em để cài đặt các ứng dụng nhào rồi em sẽ làm đầy đủ hết cho anh nhá. Đấy các bạn lưu ý nhá, mua hàng ấy thì các bạn phải cẩn thận, tại vì không phải ai cũng uy tín như bên mình đâu. Đấy các bạn mua nơi khác là họ lừa cọc của các bạn ngay. Đấy hôm nay khách hàng đấy nhắn tin cho mình ấy, bị lừa cọc 3 lần liền, một trong một shop về nó lừa 3 lần, nó cứ dê bệ, nó bảo là thêm tí tiền nữa nó mới gửi được. Đấy email của anh nhá, cuối cùng gửi 3 lần rồi mới mất. Còn ông bảo mua hàng cùng ngay UCD, yên tâm. Các bạn đặt cọc xong vát bảo là anh ơi anh lên video đọc tên em, lên video đọc gói hàng, đọc tên các bạn đây như bạn Thanh Anh ấy nhá. Đây máy của bạn đây, đặt cọc xong một phát là bên mình lên video này, test máy cho bạn, cài đặt cho bạn ngay thì bạn yên tâm quá đúng không? Tí nữa gửi hàng đi cho các bạn, nếu bạn nào cẩn thận nữa bảo anh ơi cho em cái mã vận đơn của bên bưu điện gửi hàng cho em, lại gửi cho bạn mã vận đơn. Thì bạn lên vận đơn một phát, bạn tìm hiểu phát là máy của hàng của bạn đang đi đến đâu là bạn tìm hiểu được hết luôn. Đấy các bạn nhá. Ok chưa? Bạn Thanh Anh ấy nhá. Việt Nam này đấy. Mua máy thì lên tìm hiểu nơi uy tín các bạn nhá, chứ không bây giờ là nó nhiều loại thành phần lắm. Đấy nhá, các bạn mua bình oxy quá ít tin đúng không? Mình có chung là mình là người bán nên là mình hiểu rất hiểu tâm lý của người mua. Tại vì mình cũng là người đi mua hàng mà trên mạng mà mình rất hiểu tâm lý. Bây giờ ví dụ các bạn đặt cọc các bạn sợ là mình không gửi hàng đúng không? Đấy anh Thanh Anh nhá. Các đặt cọc các bạn sợ mình không gửi hàng thì mình sẽ quay video đóng gói hàng gửi đi cho các bạn để các bạn yên tâm. Còn các bạn đặt hàng thì sợ là anh ơi hàng không đúng không đúng như quảng cáo thì bên mình cho cách test máy kiểm tra hàng khi nhận hàng thì là quá yên ok rồi đúng không? Ở Vũ Nguyễn đấy nhá, ở Vũ Nguyễn máy của Vũ Nguyễn đây, mình sẽ active máy cho Vũ Nguyễn này. Đấy các bạn nhé, các bạn tìm phải hiểu thật kỹ vào. Mua máy thì được kiểm tra test máy mới thanh toán này, và đặt cọc thì đặt cọc mấy trăm thôi, đặt cọc rất ít thôi, có chung là không phải đặt cọc tiền máy và đặt cọc tiền vận chuyển. Và khi đặt cọc thì các bạn phải nhờ shop đó quay video đóng gói hàng cho bạn thì bạn mới yên tâm đúng không? Biết đâu mình đặt cọc rồi nó không quay video đóng gói hàng không gửi hàng cho mình thì sao? Đấy bây giờ mình chỉ là quay video đóng gói hàng cho những khách hàng đặt hàng bên mình và đặt cọc với mình là mình quay video luôn để biết là các bạn là đặt hàng một phát mình gửi hàng đi luôn. Đấy nhá, máy của bạn đây nhá, Vũ Nguyễn đấy nhá. Ok này. Tiếp theo là đến anh bia hơi Hùng Khuyên nhá, anh là con Tita xanh. Đây máy của anh đây. Xin chào luôn này. Anh xin chào anh Hùng Khuyên luôn này. Đây em anh kích máy cho anh Hùng Khuyên này, Việt La tiếng Việt này. Đấy nhá các bạn nhá. Còn nếu mà các bạn ở gần ý thì lên khuyên trực tiếp là các bạn qua trực tiếp cửa hàng, anh em gặp nhau giao lưu trải nghiệm sản phẩm cho vui vẻ, nhìn hồ tây giá hồ tây luôn. Còn bạn nào ở xa quá không qua được thì bạn cứ email cho mình sẽ tư vấn cẩn thận cho các bạn trước khi các bạn đặt hàng luôn. Đấy nhá, email của anh Bi Hùng Khuyên nhá. Ok Hùng Khuyên này, chào cho Hùng Khuyên này. Tiếp theo là bố già này, bố già đặt công 14 bột vàng này, 14 vàng của bố già nhá. Đây xin chào này, bắt đầu anh kích máy cho bố già này. Đấy. Đây 14 vàng em bố ra nhá, em lấy lại nhá, tại vì lúc ấy bị mồ hôi vào quá. Rồi mút lên này, em tìm tiếng Việt này. Đấy, các bạn nhá, nhận hàng thì các bạn kể cả bên mình quay video và test máy cho các bạn rồi nhá, nhưng nhận hàng các bạn cứ bóc hộp ra, các bạn kiểm tra máy, đúng email như bên mình đọc cho các bạn trên video không thì các bạn mới nhận nhá. Không thì có thể bên mình không trao đổi hàng nhưng bên vận chuyển họ lại làm thế hay sao. Đồng ra là các bạn cứ check lại cái email nhá, đúng như chuẩn như email trên video thì làm máy chuẩn của các bạn khi bên mình quay video và test máy cho các bạn luôn. Đấy, làm thế cho cẩn thận, nói chung là cứ phải mới đọc trước được đọc sau anh em nó thoải mái. Bố già nhá, ok bố già nhá. Bạn Lê Văn Trung đây, Lê Văn Trung của bạn đây màu xanh ấy nhá. Đấy mình anh kích máy đọc email cho bạn nhá. Nhận hàng thì bạn cứ kiểm tra lại email một lần nữa nhá cho yên tâm là đúng con máy bên mình quay video rồi thì cài đặt cho các bạn luôn nhá. Bạn tiếng Việt này. Là Việt Nam này. Đấy các bạn thấy không? Đó quá chuẩn đúng không? Một con máy này là dùng được đầy đủ chức năng nhá. Các bạn có thể là gọi video này, gọi tất cả các thứ luôn này, ngân hàng ngân niếc này, game ngủ của chơi ok luôn. Đấy, kích thước trọng lượng của nó chuẩn như nhà chính hãng nên là các bạn dùng chung được ốp lưng và kính cường lực bằng chính hãng luôn. Đấy có hơn 3 củ khoai nhá, Lê Văn Trung nhá. Ok, email của Lê Văn Trung đây nhá. Đây nó có là Lê Văn Trung. Đây là Đức Thành nhá, Đức Thành là con Tina xanh. Đây máy Đức Thành đây. Bắt đầu vuốt lên này. Bắt đầu tìm tiếng Việt nhá. Đấy đúng không? Các bạn đặt hàng bên Mạnh Suy một con máy hơn 3 củ khoai mà dùng ngay thì còn ok quá gì nữa, không đặt hàng ngay đi. Vì sao các bạn cứ bảo là anh ơi anh bán được nhiều thế? Tại vì hàng giá rẻ, cấu hình cao rồi shop lại uy tín, bảo hành dài hạn. Đấy mua máy chỉ có giới thiệu thêm khách cho mình thôi. Đấy đẹp rất đẹp đúng không? Các bạn nhìn mua máy cả hộp cả hiếc, cả đầy đủ quà tặng mà có chưa đến 4 củ khoai. Đây nhá, email của Đức Thành ấy nhá. Đấy ngày nào thế các bạn ạ? Đấy lên đơn các bạn đọc tên các bạn toát mồ này này. Đấy để các bạn biết là mình uy tín nhau nhá. Đấy mong các bạn ủng hộ nhá. Chào các bạn.